Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử tạo một cái project chạy test NC bằng Maven. Thì để lấy được cái dependency á thì bạn gõ cũng được. Gõ cũng được. Còn không thì bạn vô bạn search có chữ Maven rồi cái bạn cần test NC dependency thì nó sẽ ra rất là nhiều. Và cái đây là biểu tượng của Maven nè. Cái xanh xanh ha. Nếu mà các bạn nhìn cái biểu tượng xanh xanh là bạn biết là biểu tượng này của cái trang cung cấp Maven cho chúng ta. Và khi các bạn click vào thì nó liệt kê rất nhiều. Và lúc nãy chúng ta đã chạy được 7.4 rồi. Bây giờ mình thử 7.9 thôi. Lỗi thì làm lại. Rồi 7.9 nè. Ở đây mình sẽ có là test NC 7.9. Khi mình click chuột là nó copy luôn rồi các bạn. Chỗ này mình sẽ tạo ra một cái dự án mới New Maven Project. Và chỗ này thầy sẽ ghi là thầy sẽ tạo một cái project là simple đơn giản thôi. Net ghi là gì nhỉ? Test NG Maven 7.9. Ok. Rồi, test NG Maven 7.9. Tức là 7.9 đó. Rồi, mình sẽ mở cái form lên. Chỗ này chúng ta sẽ chạy cái dependency lên. Chỗ này nếu như mà nó bị lỗi chỗ này thì các bạn đổi lại HTTPS. S. Rồi hết lỗi. Ha. Dependency và chúng ta sẽ copy cái này. Rồi, chúng ta kiểm tra lại thư viện của chúng ta có được cập nhật không? Maven Update Project. Bom. Rồi 7.9. Ok. Test NG 7.9 ha. Và chúng ta sẽ thử ở trong main Java. Chúng ta tạo ra một cái class. Class của chúng ta bên này. Poly. Ở chỗ này chúng ta sẽ có cái class là tổng, tính tổng ha, phép tính đi, phép tính tại vì tí nữa mình tính tổng hiệu tích thương gì vô trong này đi. Rồi mình có cái phép tính thì ở trong phép tính này mình sẽ có public in tổng in e phẩy in b
return a cộng b chấm phẩy. Rồi mình sẽ qua bên cái phần test. Bạn sẽ test ng new test ng class sụt 79 sụt test sụt test ok. Package poly test phép tính. Rồi ở chỗ này chúng ta có thể là có test key 1, tùy các bạn muốn đặt tên là gì, tùy mình. Mình sẽ có cái phép tính bằng new của phép tính chấm phẩy, và mình sẽ kiểm thử cái gì, phép tính bên đó là tổng, ví dụ đây là 6 thì mình sẽ là phép tính chấm tổng của 2 4, đó là một cái kiểm thử. Chạy thử nào. Rồi hên quá, chạy được 7.9 vẫn chạy được ha. Như vậy các bạn nhìn kỹ ở trong cái thư mục 7.9 nè, hiện nay là nó không có cái report ha. Mình click chuột phải, mình chọn refresh thì nó sẽ ra test out. Đây report của mình đây. Đó. Được chưa nào? Vẫn đẹp. Method của mình là test key 1 nè. Bad ha. Còn nếu như mà bạn muốn nhìn thấy fail thì bạn có thể là cố tình tạo ra một cái file để cho nó in ra cho các bạn xem thử file là cái gì. Như vậy chúng ta đang có là test phép tính nè, test cây 1 nè, đã chạy nè. Tổng thời gian là 209 nè. Tổng thời gian của test cây 1 chạy là 27 giây nè, 27 mili giây. Như vậy thầy đang chạy test của chúng ta là 7.9 vẫn xài được bình thường. Đó, 7.9 vẫn xài ổn. Được không nào? Cái này thì mình test web ở cái phần là driver nó mới hấp dẫn. Chứ còn cái này mình chạy, với lại khi mà các bạn biên tập cái kịch bản test á thì nó mới mới hay. Chứ còn mình đang demo như vậy thì nó khá là cơ bản thôi.